Chương 8. Một định lệ diệt được nhiều lo lắng. Hồi nhỏ tôi sống ở một trại ruộng tại Missouri. Và một hôm trong khi giúp má tôi lấy một hột anh đào, tự nhiên tôi òa lên khóc. Má tôi hỏi: "Des, cái gì mà khóc vậy?" Tôi sụt sùi đáp: "Con sợ sắp bị chôn sống." Thời ấy óc tôi đầy những lo lắng. Trời sấm sét, tôi no bị sét đánh. Trời làm mất mùa, tôi no đói. Tôi no sợ sẽ phải xuống địa ngục. Tôi sợ hoảng khi nghe một đứa bạn lớn tên Samwise dọa sẽ cắt lấy tai. Tôi lo sợ các cô gái cười tôi khi tôi dở lón chào các cô. Tôi lo sợ sau này không có cô nào ưng tôi. Tôi lo lắng không biết bao khi mới nghinh hôn xong sẽ nói với vợ tôi câu gì. Tôi tưởng tượng sẽ làm lễ cưới tại một nhà thờ thôn quê, rồi ngồi chiếc xe song mã có rèm rủ mà trở về trại, vân vân. Nói chuyện gì với vợ tôi suốt quãng đường về trại đó, làm sao được? Tôi suy nghĩ hàng giờ về vấn đề động trời đó trong khi cày ruộng. Và ngày tháng qua, tôi dần dần thấy rằng 99% những nỗi lo lắng ấy không bao giờ xảy ra tới. Không bao giờ xảy tới. Chẳng hạn, trên kia tôi đã nói tôi sợ bị xe đánh, thì bây giờ tôi biết rằng theo bảng thống kê mỗi năm của quốc gia, trong số 350.000 người chỉ có một người bị xe đánh, nghĩa là phần trăm rủi ro là 1 trên 350.000. Còn sợ bị chôn sống mới vô lý nữa chứ. Tôi không tin rằng trong 10 triệu người có tới một người bị chôn sống, vậy mà tôi đã sợ tới khóc lóc. Trái lại với 8 người, có một người chết vì lội ung. Thế thì nếu lên lo lắng, ta lo bị ung thư còn lý do hơn là lo bị sét đánh hoặc chôn sống. Đã đành trên kia tôi chỉ kể những ưu tư của tuổi thơ và tuổi xuân, nhưng biết bao lần nỗi lo của người đứng tuổi cũng gần vô lý như vậy. Bạn và tôi đều có thể lý giải được 9 phần những âu sầu chúng ta ngay bây giờ, nếu chúng ta chịu quên ưu tư trong một lúc vừa đủ để suy nghĩ xem, theo luật trung bình những lo lắng của ta có lý hay không. Hãng bảo hiểm nổi tiếng nhất thế giới, hãng North ở London, sở dĩ kiếm được không biết bao nhiêu triệu đồng là do cái thói cả lo của chúng ta về những sự ít khi xảy tới. Hãng đánh cá với thân chủ rằng những tai nạn mà họ lo đó không bao giờ có hết. Nhưng họ không chịu nhận như vậy là đánh cá, họ gọi là bảo hiểm. Thiệt thì đó là đánh cá, một lối đánh cá khoa học lấy luật trung bình làm nền tảng. 200 năm nay hãng đã phát đạt vô cùng, và bản tính của loài người chưa thay đổi thì hãng còn phát đạt cả ngàn năm nữa. Nhờ sự bảo hiểm xe, tàu, giày dép, keo khằn, v.v. Vì theo luật trung bình ít khi xảy ra tai họa cho những món đó lắm, mà người đời không chịu hiểu như thế. Xét kỹ luật ấy, chúng ta sẽ thấy nhiều sự phát giác bất ngờ. Chẳng hạn nếu tôi biết trước rằng khoảng 5 năm nữa tôi phải chiến đấu trong một trận cũng đổ máu như trận Westburg hồi Nam Bắc chiến tranh, thì chắc tôi hoảng sợ tới chân ngất. Tôi sẽ bảo hiểm nhân mạng của tôi liền. Tôi sẽ nói: "Không sao, sống sót sau trận đó được đâu, còn được ngày nào thì tận hưởng ngày đó đi." Nhưng sự thật thì theo luật trung bình, phần rủi bị chết trong các trận ấy cũng chỉ bằng phần rủi bị chết trong thời bình. Vào khoảng 50 tới 55 tuổi thôi, nghĩa là cứ trung bình khoảng 1.000 người có nhiều người chết từ 50 đến 55 tuổi, thì trong số 163.000 lính ở West Beach
cũng cứ 1.000 người chỉ có bấy nhiêu người bỏ mạng. Tôi viết về chương trong cuốn này ở bên bờ hồ Bán Nguyệt tại miền núi xứ Canada, nơi tôi làm quen với vợ chồng Herbert Salinger. Bà rất điềm đạm, bình tĩnh nhưng không bao giờ lo lắng hết. Một buổi chiều ngồi trước lò sưởi, củi lổ tanh tách, tôi hỏi có bao giờ bà bị lo lắng quấy nhiễu không thì bà đáp: "Quấy nhiễu mà thôi, nó đã gần làm hại cả đời tôi nữa. Trước khi thắng được nó, tôi đã sống 11 năm trong cảnh địa ngục mà tôi tự giam vào. Tôi nóng tính, hay oán, lúc nào cũng lo sợ không yên. Thường thường mỗi tuần tôi đi xe ô tô bít từ nhà đến San Francisco để mua bán lặt vặt. Nhưng trong khi mua bán, tôi lo lắng tới cái này cái nọ, bàn ủi điện đã gỡ ra chưa, có lẽ là cháy nhà mất. Chị ở chắc bỏ đi rồi, ai coi sóc tụi nhỏ. Dễ mà tụi nó cưỡi xe máy đi chơi, xe đi cán rồi cũng lên. Có khi tôi sợ toát mồ hôi, chạy vội về nhà coi có xảy ra chuyện gì không. Ông xem như thế thì vợ chồng tôi đã phải ly dị nhau, điều đó không có gì đáng lạ." Người chồng sau của tôi là một luật sư bình tĩnh, có óc phân tích, không bao giờ lo lắng. Khi tôi ưu tư, dây thần kinh căng thẳng, nhà tôi bảo: "Cứ yên tâm, thử suy xét việc đó xem nào. Mình lo về chuyện gì vậy? Áp dụng luật trung bình xem việc đó có thể xảy ra được không đã." Chẳng hạn, tôi nhớ lần chúng tôi lái xe từ Albuquerque ở New Mexico tới Quasbat. Người thì đường thì lầy mà trời thì gió mưa giông tố, xe cứ trượt đi, khó kiềm tay lái. Tôi tin thế nào cũng lăn xuống hố bên đường, nhưng nhà tôi không ngắt lời nhắc. Tôi lái rất chậm, không có chi xảy ra đâu. Mà dù có đâm xuống hố nữa thì theo luật trung bình chúng ta tất cũng không bị thương. Sự bình tĩnh và lòng tự tin của nhà tôi thật đã làm tôi vững lòng. Lại một mùa hè, chúng tôi đi cắm trại ở thung lũng Toquin tại chân dãy núi đá Canada. Một đêm chúng tôi nghỉ trên một lơi cao hơn bờ biển 2.300 thước, bỗng có một cơn giông nổi lên muốn phá tan cái lều vải của chúng tôi. Lều dựng trên một sàn gỗ bằng dây thừng, gió thổi đến vải căng phồng rung động rít lên. Tôi lo lắng bị tung lên quá trời, tôi hoảng sợ nhưng nhà tôi bình tĩnh nói: "Lầy mình, chúng ta đi lần này có nhiều người dẫn đường. Họ hiểu công việc của họ chứ. Họ cắm trại núi này 60 năm rồi. Mấy năm nay đã có nhiều trại cắm ở chỗ này. Chưa có trại nào bị gió tung lên trời. Thì theo luật trung bình, đến nay cũng không sao hết. Mà nếu dù trại mình có thổi tung đi nữa thì qua trại khác chứ có gì đâu. Thôi đừng lo nữa." Tôi nghe lời và ngủ thẳng giấc suốt đêm. Rồi lại mấy năm trước, miền California của chúng tôi phát sinh bệnh dịch trẻ con tê liệt. Trước kia hay tin đó tôi sợ phát kinh động. Nhưng nay đã có nhà tôi khuyên tôi bình tĩnh, chúng tôi đề phòng rất cẩn thận, không cho cháu nào lại chỗ đông người, không cho chúng đi học, đi coi hát bóng. Sau lại hỏi sở y tế thì hay rằng từ trước tới nay California trong những khi bệnh đó phát, thấy một lần ghê gớm nhất là có 1.835 đứa trẻ chết, còn những lần khác chỉ có 200 hoặc 300 đứa. Những con số ấy mặc dầu đáng sợ nhưng theo luật trung bình thì phần rủi là bao nhiêu? Theo luật trung bình, nỗi lo đó sẽ không xảy ra đâu. Câu ấy đã phá tan 90% nỗi lo của tôi và làm cho tôi trong 20 năm nay bình tĩnh không ngờ. Đại tá Roger Hooks, người da đen cầm quân có lẽ giỏi nhất trong lịch sử Mỹ, chép vào cuốn tự truyện của ông rằng: "Hầu hết những nỗi lo lắng và khổ sở của con người da đen đều do họ tưởng tượng ra chứ không có thiệt. Hầu hết những nỗi lo lắng và khổ sở của người da đen đều do họ tưởng tượng ra chứ không có thiệt.
Nghĩ lại mấy chục năm sau này, tôi thấy những ưu tư của tôi do tưởng tượng mà ra. Ông Rimgas nói với tôi, ông cũng như vậy, thấy vậy. Ông có một tiệm bán bánh trái cây ở Lữ Ước, vẫn hay mua 10 đến 13 toa xe cam và bưởi. Ông thường bị những ý nghĩ này dày vò. Nếu có một chuyến xe trật đường dày thì sao? Hay nếu xe đương qua cầu mà sập thì sao? Đã đành trái cây đó đã bọc có bảo hiểm, nhưng ông sợ nếu đến hẹn không có trái để giao cho khách hàng thì mất mối. Ông lo nghĩ quá đến nỗi ông tưởng bị ung thư trong bao tử. Phải đi bác sĩ khám. Bác sĩ nói ông không đau gì hết, chỉ có thần kinh suy nhược, ông nói. Nghe lời ấy tôi hiểu ra ngay đến tự hỏi rồi tự đáp những câu này. Này Jim Gaff, từ trước tới nay anh đã mua bao nhiêu toa trái cây rồi? Khoảng 25.000 toa. Có bao nhiêu toa bị trật đường dây? Ồ, khoảng 5 toa. 25.000 toa mà chỉ có 5 toa bị tai nạn, thấy nghĩa lý gì không? Nói một cách khác, theo luật trung bình, do kinh nghiệm mà biết thì phần rủi bị tai nạn chỉ là 1/5.000. Vậy anh có lỗi lo gì? Ừ, một chiếc cầu có thể sập được, nhưng từ trước tới nay mất mấy toa vì sập cầu rồi? Không toả hết. Cầu chưa bao giờ sập hết, 5.000 toa mới có một toa trật dày. Vậy mà lo tới lỗi bị ung thư trong bao tử thì chẳng phải là điên. Ừ. Khi tôi nghĩ vậy, tôi thấy trước kia tôi ngu quá. Tức thì tôi quyết định để luật trung bình lo dùm tôi, và từ đó tới nay tôi hết sợ bị ung thư trong bao tử lửa. Khi Al Smith làm thống đốc Nữ Ước, tôi thấy khi ông đứng trước sự công kích của đối phương trên đường chính trị đã đối phó bằng cách lặp đi lặp lại mỗi một câu này. Chúng ta hãy coi những con số. Hãy coi những con số. Rồi ông đưa ra những sự kiện ra. Lần sau bạn và tôi có lo lắng điều chi thì cũng lên. Theo phương pháp khôn khéo của ông già Al Smith, hãy coi những con số và xem xét lý lẽ nếu có của những lo lắng có vững chãi không. Chính ông Frederick Mastep nói vậy khi ông bị vùi xuống huyệt, ông cả. Đầu tháng 6 năm 1944, tôi nằm trong một lỗ hầm gần vịnh Osmala. Tôi ở trong đội hình tình báo 999 và chúng tôi mới vùi thân ở miền nam Labendie. Tôi nhìn xung quanh xem xét lại lỗ hầm chữ nhật của tôi và tự nhủ, có vẻ lỗ huyệt quá. Khi nằm xuống và dán nghĩ thì tôi có cảm tưởng như rằng nằm trong mồ, tôi tự nghĩ. Có lẽ mồ của ta đây. 11 giờ sáng khi phi cơ oanh tạc của Đức bay lượn trên đầu bom bắt đầu rụ xuống, tôi sợ tới lỗ chết cứng. 2-3 đêm đầu tôi không hề chợp mắt được một chút. Đêm thứ tư, thứ năm tinh thần tôi rời rạc hoang mang. Tôi biết nếu không làm gì thì sẽ điên mất. Tôi nhớ lại thì té ra đã 5 đêm rồi tôi còn sống. Cũng như những người bạn đồng đội, chỉ có 2 bạn bị thương, nhưng không phải vì bom địch mà là vì mảnh súng cao xạ trong đồng đội. Thế rồi tôi quyết định một việc gì đó để cho hết lo. Tôi bèn cất một cái mái gỗ dày che lỗ hầm để khỏi bị mảnh bom đạn. Tôi tưởng tượng khu đất mênh mông, trong đó có bộ đội đóng rải rác, và tự nhủ khi nào bom rớt trúng lỗ hầm nhỏ, sau đó tôi mới chết được. Mà cái rủi ấy chỉ là 1/10.000. Sau 2 đêm suy nghĩ như vậy, tôi bình tĩnh lại ngủ được, cả trong lúc bom địch rội như mưa lửa. Bộ Hải quân Hoa Kỳ dùng những bảng thống kê về luật trung bình để nâng cao tinh thần thủy quân. Một cựu thương binh kể với tôi khi anh và bạn bè đưa xuống chiếc tàu chở dầu ở Ostaler, một thứ xăng rất dễ bén lửa, ai lấy đều hoảng hồn. Họ tin nếu tàu bị trúng thủy lôi sẽ nổ và tung họ lên tới tận mây xanh.
nhưng Bộ Hải quân Hoa Kỳ biết rõ hơn họ, cho nên đưa ra những con số chắc chắn chứng minh rằng 100 tàu dầu bị thủy lôi chỉ có 40 chiếc chìm và 40 chiếc ấy chỉ có 5 chiếc chìm ngay lội trong 10 phút. Như vậy nghĩa là lính thủy có thể nhảy kịp xuống biển và phần rủi ro chết không lớn mấy. Ta liệu ấy có nâng cao tinh thần của họ không? Đây, anh lính thủy kể chuyện. Kết biết luật trung bình rồi, tôi hết lo liền. Tinh thần của thủy thủ lên cao hơn. Chúng tôi biết còn có nhiều phần may và theo luật trung bình chúng tôi rất có hy vọng sống sót được. Vậy, muốn diệt được nỗi lo lắng trước khi nó diệt ta, ta theo quy tắc thứ ba này. Coi con số tự hỏi theo luật trung bình có bao nhiêu phần trăm rằng tai nạn mà mình đương lo đó sẽ không bao giờ xảy ra.